Hello anh em, xin mời anh em đã trở lại với Zero One Zero của Tạ Kim Bi. Rất vui mình đã được gặp nhau như clip thì hiện tại mình đang có mặt tại game One Piece Fighting Pass. Và hôm nay thì để không làm mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ đến với phần 2 của series chi tìm kho báu ở map 5 nhà ăn trên biển nha anh em. Hiện tại mình đã làm được một chút rồi. Nói chung nãy mình có bật quay clip mà không biết vì lý do gì nó bị lỗi vải lìn và thế là chưa quay được. Đáng lòng thiệt anh em. Cũng may là mình phát hiện kịp thời, chứ không mình quay hết clip xong mình nhìn lại thấy chưa quay là hơi cay đấy. Rồi, thì nói chung là cái đoạn đầu cũng vừa mới đây thôi, cho nên là mình sẽ hướng dẫn lại cho anh em luôn. Rồi, mình lên được 62% rồi nè. Chúc anh em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để cái kênh ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ like, subscribe nha. Rồi, bây giờ mình đi xuống lại để mình chỉ cho anh em cái đoạn đó nè. Ở phần 1 thì mình kết thúc clip là ngay ở giữa biển, cho nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em lại này. Đây, đầu tiên là mình sẽ đi ra chỗ này đó. Đây, hướng dẫn là phải chi tiết luôn nha anh em. Đây, ở phần 1 nha. Ở kết thúc phần 1 là mình đang ở đây nè, mình vừa đánh xong cái chiếc thuyền này hai lần. Đó là mình kết thúc. Sau khi đánh xong hai lần đó thì anh em sẽ làm theo mình, anh em sẽ di chuyển lại về cái chỗ này. Đây, chỗ này là chỗ để lên thuyền, lên tàu nè, đây. Anh em sẽ đi tới chỗ này, có một cái con khách du lịch nó đứng ở đây nè. Đó. Sau đó anh em nói chuyện với con nhỏ đó là anh em sẽ được trả nhiệm vụ và anh em sẽ được lên phần trăm. Sau khi nói chuyện xong với con đó lên phần trăm rồi thì có một cái chỗ là nó bắt chúng ta chọn một hoặc hai thì anh em chọn hai nha. Nó bắt chúng ta chọn thì anh em chọn số 2, sau đó anh em trả nhiệm vụ cho nó là được thôi. Rồi ok, đó là cái đầu tiên. Sau khi anh em trả nhiệm vụ xong rồi cái đoạn này rồi thì anh em sẽ đi tới chỗ này để anh em đi vô cái phòng này. Đó, sau khi vô phòng này rồi thì anh em sẽ di chuyển lên cái chỗ này để đi lên tầng trên. Sau khi lên tầng trên rồi thì anh em sẽ đi sang cái góc trái này để gặp cái ông đầu bếp ở chỗ này. Ông đứng ngay đây nè. Đây, mình thu này vô cho dễ biết nè. Đây, ông đứng ngay đây luôn nè. Anh em nói chuyện với ông sau đó đánh một trận rất là nhanh luôn, cho chỉ cần đánh một phát là ông chết queo à. Sau đó là chúng ta xong nhiệm vụ và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Rất là mong anh em thông cảm và sorry anh em nhiều luôn, tại vì bật quay rồi mà cuối cùng nó không chạy thời gian, đúng đắng lòng luôn. Cày thế nhờ. Đôi khi có chút sự cố nhưng mà cũng may phát hiện kịp thời. Ok nha anh em. Ủa tới đâu rồi ta? Ủa tới đâu rồi anh em, đợi xíu nha. Nãy giờ bị nói nó bị lỗi kỹ thuật cho nên nó đi tùm lum hết rồi. Ok ok, mình đã trở lại rồi đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Như vậy là sau khi hoàn thành cái ông đầu bếp này rồi thì anh em sẽ di chuyển theo mình nha. Chúng ta sẽ let's go. Vào đâu đây? Hiện tại thì mình đang xem hướng dẫn đây. Ông nội này ông lâu quá. Ủa đi đâu vậy ta? À đi ra ngoài à. Ok ok ok, như vậy chúng ta sẽ đi ra ngoài. Rồi đi vô cái phòng này không biết là để làm gì đây. Có vẻ là sẽ đi sang đây. Rồi chúng ta đi sang bên tay phải nha. Có chỗ đi ra nè, chúng ta sẽ đi ra này. Rồi sau đây là ở tầng trên nha. Và anh em sẽ di chuyển sang cái chỗ này. Sau đó anh em đi vô cái phòng này. Ủa, nhìn tính ra mình đi ra làm chi ta? Ông nội này phải liên thật. Hướng dẫn thế này là toang rồi. Rồi ok, chúng ta đi xuống. Cày thế nhờ. Rồi đi xuống đây, sau đó thì đi ra lại. Thôi để mình xem một lần luôn coi thử ông đi đâu ấy. Mình đỡ mất không phải đi tùm lum. Rồi ok, cuối cùng cũng đã đến cái chỗ này rồi. Như vậy là chúng ta sẽ đi ra luôn nha. Đây là đi lên đúng không? Vậy là mình sẽ đi ra luôn này. Đấy, anh em thông cảm nha. Mình xem hướng dẫn cho nên là phải phụ thuộc vào người ta. Người ta đi tới đâu mình phải đi tới đó, mệt lắm. Đây, sau khi xong chỗ đầu bếp thì anh em sẽ đi thẳng ra đây luôn. Đi thẳng ra chỗ này để gặp cái thằng cướp nè. Cái thằng này đứng từ đầu tới giờ nhưng mà chúng ta chưa đụng vô luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đụng vô người đó nha. Nói chuyện này. Đây, đụng vào thằng cướp nha anh em. Sau đó thì chúng ta sẽ kiểu sao ta, giúp đỡ mấy cái ông đầu bếp này để chiến đấu với cái thằng hải tặc này nha. Vô nè. Let's go baby. Không biết là có gì hay ho không đây. Bọn này thì chắc là cũng yếu thôi, cũng không có gì đặc biệt đâu anh em. Chúng ta có thể đánh rất là nhanh, chiến thắng rất là khỏe thôi. Ok. Clip trước thì mình có hướng dẫn anh em tích nội tại của Mihawk rồi đúng không? Anh em cứ đánh thường liên tục cho đến khi hai skill nó có vòng xoay là anh em có thể kích hoạt được nội tại. Khá là thú vị đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cố gắng đánh nhanh gọn lẹ luôn nha. Otomoboto. Né skill liền. Ok, còn thằng nữa. Rồi, xong rồi anh em ơi. Cuối cùng cũng đã xong rồi. Thấy chưa anh em? Tụi nó rất là yếu. Ý, ở ngoài đây thuyền đồ bị tan nát hết rồi ta. Adu. Mình nhớ không nhầm chỗ này là chỗ mà Mihawk lần đầu xuất hiện này. Và sau đó Zoro gặp Mihawk và hai người chiến đấu với nhau và Zoro bị sắp mặt lìn luôn này. Chính xác là ở map này, map nhà ăn trên biển. Rồi, sau khi đánh bại bọn này rồi thì chúng ta sẽ đi ra để trả nhiệm vụ nha. Ok.
Nói chung là giúp mấy ông đầu bếp, cho nên là bây giờ mấy ông đầu bếp ổng trả nhiệm vụ cho mình là điều đương nhiên rồi anh em. Có qua phải có lại chứ. Chứ làm gì có chuyện mình giúp người ta không trả lại cho mình. À, phần trăm được tăng lên nè. 75% rồi anh em ơi. Yeah. Ai tiếp tục nào bà con. Còn 25% nữa thôi là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dăng buồm ra khơi nha. Let's go. Nói chung ở cái map này thì cứ dăng buồm ra khơi là chính thôi. Ủa không phải hả? Nhưng mà chúng ta đi vô đây à? Thôi để mình xem một lần nó đi chứ ông nội này ông hướng dẫn mắc cười quá. Cứ đi tới đi lui miết mình mệt lắm. Cho nên là cứ xem một lần đi. Thiệt luôn. Đấy đúng rồi, đúng như mình đoán, mình nói luôn nè, ông đi vô xong rồi lại đi ra rồi đi ra đi vô này. Đấy cho nên là cứ xem coi thử ông đi tới đâu đã. À chà chà. Đấy ông đi vòng vòng nãy giờ đang đi vòng vòng luôn này. Rồi như vậy là có vẻ là đúng là ủa, ông đi vô lại đây mày, ông đi vô cái phòng này lại nữa rồi. Ông này ông lầy lỗi quá. Ồ lại đi ra lại đi vô, đi ra lại đi vô. Vui tính thiệt chứ. À, mình vừa thấy có một cái bóng bay nha anh em. Rồi để mình ra mình thu thập cái bóng bay đã rồi tính tiếp. Đây 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 đây. Ủa, sao chỗ mình không có? À đây đây, ông nói đây rồi. Đó, có một cái bóng bay nè anh em, cho nên chúng ta sẽ đi lên để chúng ta lấy nha. Ủa thanh niên này leo trèo ghê trời. À, được phần thưởng gì đây? Ui, được hai viên đá vãi lìn. Nói chung là ở cái map truy tìm kho báu thì chúng ta đều có những cái bóng bóng màu đen, cho nên chúng ta thu thập nha. Chỗ này là chỗ leo xuống này. Sau đó đi qua đây anh em leo xuống nè. Đấy, thấy chưa? Thanh niên này mắc diều hâu gì đâu mà leo trèo ghê quá. Như vậy là sau khi xong cái đoạn đó rồi thì làm gì tiếp đây? Hiện tại thì ông nội này ông vẫn đang đi loanh quanh chỗ này không biết là làm gì đây. Ông đang đi tìm nhiệm vụ anh em ơi. Vẫn chưa thấy có gì đặc sắc, chúng ta chờ đợi ông đi. Ồ như vậy là ông cuối cùng ông cuối cùng là ông đi. Ủa sao ông thu thập ông đi thu thập mấy kho báu sao á, sao 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 ông thu thập được chắc quỷ mà mình lại thu thập được mấy viên đá ta, sao nhảm vậy? Chắc ông chơi này là cái bạn bạn test anh em ơi, bạn test thì sao ấy. Rồi bây giờ ông đang cho chim ăn anh em ơi, cho chim ăn thì ở phần 1 mình đã cho chim ăn rồi. Có cái rương kìa, không lậm đi chạy ông nội này. Ông cực kỳ lây lỏi luôn. 75% vẫn còn 25% nữa nha. Rồi bây giờ ông đang thu thập mấy cái rương kho báu nè anh em. Mình đã thu thập mấy cái rương này ở phần 1 rồi, cho nên bây giờ không cần thu thập nữa. Chủ yếu chúng ta xem coi bước tiếp theo chúng ta làm nhiệm vụ ở đâu thôi. Rồi như vậy là ông lại tiếp tục di chuyển đi ra chiếc thuyền. Đấy, nãy giờ mà mình đi theo ông là rất là mù mịt luôn. Cho nên quyết định mình ngồi im một chỗ mình chờ cho tới khi nào mà ông nhận được nhiệm vụ chính xác là mình sẽ làm theo cho nó nhanh. Đợi chờ ông đi 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 theo ông biết tới bao giờ mới xong á. Nói chung là ông này cũng kiểu đang làm nhiệm vụ và cũng quay clip như mình thôi, cho nên là ông cũng rất là rối, thành ra cũng thông cảm cho ông. Chúng ta là người làm sau cho nên sẽ có lợi hơn một xíu. À, mình thấy ở phía trên nó có cái gì kìa. Rồi thấy rồi, thấy rồi anh em ơi, thấy rồi. Ở phía trên còn một cái gì nữa anh em ơi, sau khi chúng ta thu thập xong cái bóng bóng bay màu đen ấy thì có vẻ như là chúng ta có một cái gì đó lấp lánh ở chỗ này. Ủa sao mình không có ta? Ủa? What? What? Sao tự nhiên bây giờ cái bóng bay vẫn còn, hay là lại mình nhấp nhầm cho chỗ kia ta? Chắc vậy rồi anh em ơi. Như vậy là bây giờ chúng ta mới nhận cái này nè. À, và được trác quỷ đúng rồi. Yeah. Như vậy là nãy là mình chưa nhận cái bóng bay màu đen mà mình nhận cái lấp lánh ở chỗ này nè. Anh em nhớ lưu ý là chỗ này nha, là có một cái bóng bay màu đen ở đây nè. Còn đây là chỗ lấp lánh thì nãy mình nhấp nhầm chỗ lấp lánh. Nói chung là đem thu thập luôn hai cái cũng được đấy, cho nên anh em nhớ lưu ý đi lên chỗ này là thu thập hai cái luôn nha. Vãi lìn, hèn chi thấy phần thưởng nó khác nhau. Ok sau đó thì làm gì nữa đây? Leo xuống, xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống, thiệt luôn á. Giờ chả biết đi đâu về đâu đây, hình như ổng cũng đang bí sao á. Đúng là cái nhiệm vụ truy tìm kho báu này nó rất là y quy và vô cực luôn á. Phải nói là thực sự phải hiểu tiếng Trung Quốc thứ nhất là dịch được, nói chung là có cái app dịch ra tiếng Việt chúng ta mới hiểu được chúng ta làm, chứ làm sao mà không có dịch được mà chúng ta làm được, không thể nào mà hiểu được mà làm, rất là khó luôn nha anh em, nó rất là kiểu sao luôn ấy. Nhận cái này xong rồi cái kia mới xuất hiện, rồi cái kia rồi cái này cái nọ rất là nhiều. Hiện tại ông đang bí anh em ơi, ông đang đi tùm lum tà la hết này, cho nên là chúng ta phải chờ đợi thôi, chờ đợi là hạnh phúc. Rồi ông đi xuống rồi này. Sau khi đi xuống xong, đây cũng có một cái rương thì cái rương này nãy mình cũng đã lượm rồi. Ok. Cái rương này mình đã lượm từ phần 1 rồi, phần 1 thì mình nó có những cái rương trên đường đi thì mình đã nhặt hết rồi. Bây giờ ông mới nhặt mấy cái rương. Ông ưu tiên là làm nhiệm vụ trước.
cái bạn này là bạn ấy ưu tiên làm nhiệm vụ trước rồi mới nhặt rương sau. Mình thì mình đi tới đâu mình thấy mình nhặt luôn cho nó tiện đi, đằng nào ít bữa lát được phải nhặt thôi, cho nên là cứ nhặt thôi. Rồi như vậy là nhiệm vụ hết rồi hả ta? Ông đang đi nói chuyện với mấy cái ông này mà cũng không có nhiệm vụ này. Đi qua khu vực kia đi, khu vực bên kia còn mấy người kìa, khu vực bên này hình như là hết rồi. Rồi ok, ông tức quá ông thoát game luôn rồi em ơi, ông tức quá ông thoát game luôn rồi. Còn 25% thôi mà cay đấy nha. Để coi mình coi còn sót cái nào nha. Ông tức quá ông thoát game luôn rồi. À 50 chắc vậy nhận được này. Cái này nhận được luôn rồi này. À còn chỗ này nè, còn chỗ gần cuối nè anh em, với lại chỗ bên đây. Đấy nói chung là ui rồi cái này dài dữ đi. Cái này là chỗ nhặt kho báu chắc luôn nè. Còn cái chỗ giữa này là làm cái gì đây nè. Đấy, chỗ này là làm cái gì đây nè. Rồi thanh niên đã vô lại game rồi anh em ơi, tuyệt vời. Ông tức quá ông thoát game luôn mà. Anh em thấy sự cay cú chưa? Đâu phải giỡn đâu. Đâu phải giỡn mà làm được mấy cái này đâu anh em. Rồi như vậy là sau khi mà sau thoát game xong thì không biết có gì hot không đây. Rồi, nói chung là mình cũng đi ra cái chỗ này cái đã, mình đi leo xuống đã. Ok rồi ông lại tiếp 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 tục đi vô cái phòng này à. Vui thiệt chứ anh em, nói chung là mặc dù có hướng dẫn nhưng mà coi cũng đuối luôn ấy. Rồi đi ra lại tiếp tục đi ra. Không biết đi đâu về đâu đây. Hiện tại thì xung quanh đây thì các nhân vật cũng không còn cái dấu tím ở trên đầu nha anh em. Cho nên là đúng thiệt là cũng hơi khó đối với bạn ấy. Đăng bí rồi anh em ơi, thanh niên đăng bí rồi. Vui thiệt chứ. Nói chung là xem clip hướng dẫn này cũng vui anh em. Mặc dù có hướng dẫn nhưng mà cái này chơi chơi theo kiểu thực tế chứ không phải là kiểu biết trước rồi làm một lèo luôn anh em. Cho nên rất là vui. À đi thu thập cái này đúng không? Cái này nãy mình thu thập chưa ta? Á đu có khi nào mình sai lầm không ta? Ok anh em ơi, cái này mình đã thu thập từ phần 1 rồi, không biết bây giờ còn giá trị không đây. Đây 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 đây. Ở đây có một cái chỗ mà nãy mình đã thu thập rồi nè. Có một cái mấy thanh niên ở đây mình đã thu thập rồi nè. Thì sau khi thu thập xong thì không biết là có gì không đây. Ok. Ai, à, vẫn bình thường, mừng quá anh em ơi. Như vậy là sau khi nói chuyện với ba ông nội đó thì chúng ta đi đâu tiếp đây? Đi vô phòng, đi lên. À bây giờ ông lại tiếp tục đi vô đây. Đúng rồi, có cái chỗ lấp lánh trong nhà bếp. À rồi rồi rồi, ok tìm được rồi anh em ơi. Tìm được rồi. Sau một hồi mệt mỏi thì cuối cùng đã tìm được rồi. Chúng ta sẽ đi vô cái phòng này, sau đó đi lên tầng trên để chúng ta tiến vào nhà bếp nha. Ở trong nhà bếp có một ông đầu bếp, ông đang chờ mình nói chuyện trong đây nè. Đây, ông nội ông núp lồng trong đây, mệt thiệt luôn. Anh em thấy y quy chưa? Úi trời ơi, mệt luôn á. Đúng đuối luôn. Yeah, có cái để nói chuyện là vui rồi. Ông núp kỹ ghê anh em. Mà nếu mà anh em chưa nhận mấy cái kia thì đảm bảo với anh em là sẽ ông sẽ không hiện cái dấu chấm than màu tím cho anh em nói chuyện đâu. Cho nên rất là mệt luôn. Rồi thì có hai cái chọn thì để mình coi bạn này chọn cái một hay hai đã. Có vẻ là chọn cái thứ hai. Rồi ok, cái thứ hai là đúng nha anh em. Anh em sẽ giao cho ông này bốn cái gì đó, mình cũng chả biết nữa. À, như vậy là có vẻ là chúng ta hoàn thành được luôn rồi nè. Ui 87% à. Vẫn chưa xong anh em ơi. Nice. Vẫn chưa xong, vẫn còn 13% nữa. Wow. Ở đây có một cái chỗ lấp lánh. À, rồi rồi, thấy rồi anh em ơi. Chúng ta di chuyển sang bên đây có một ông đầu bếp khác nữa. Đây, ông nội đâu đây? Nói chuyện với ông tiếp nào anh em ơi. Ừ, lại có hai cái để trả lời à. Thì để mình coi trả lời cái nào. Chúng ta sẽ chọn cái thứ mấy đây? Rồi, cái thứ hai à. Ok, còn cái thứ hai nha anh em. Rồi, sau khi nhận được nhiệm vụ rồi. Ủa? Sao ông vẫn còn dấu chấm than màu tím trên đầu nè anh em? Khoan 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 khoan, ông vẫn còn dấu chấm than màu tím nè. Có khi nào mình chọn sai không? Chọn thấy thứ nhất coi. Vẫn vậy. Nói chung là nói cái nào cũng vậy hả? À, lần này là giao một cái gì đó. À, rồi rồi rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi anh em ơi, chúng ta phải đi làm nhiệm vụ thôi. Đi, đi tìm một cái gì đó để giao cho ổng. Ok, đã hiểu rồi, đi xuống lại nè anh em. Sau khi đi xuống xong rồi chúng ta sẽ đi ra ngoài nha. Rồi, sau khi đi ra ngoài xong thì làm gì tiếp đây? Chúng ta tiếp tục theo dõi. Theo dõi tình hình. À đu, lại đi vô lại à. Đấy, tốt nhất chúng ta nên cứ chờ đợi cho đến khi đến cái điểm đích luôn rồi chúng ta làm một lần luôn chứ đi ra đi vô miết mệt lắm. Cái bạn hướng dẫn này bạn ấy đi vô đi ra miết luôn á. Rồi, sau khi lên thuyền chúng ta đi đâu đây? À, đi vòng quanh chỗ này à. Rồi, 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 đi câu cá. Hiểu rồi anh em ơi. Hiểu rồi. Chúng ta câu một con cá để giao trong đầu bếp. Rồi, hiểu rồi. Let's go.
Này, chúng ta đi ra thuyền nha anh em, sau đó các anh em nhớ lượn ra sau nè. Ở sau đây có một cái bãi cá nè, đấy, có cái chỗ câu cá này, em thấy không? Rất là nhiều bạn còn chưa biết câu cá nữa luôn, cho nên mình sẽ hướng dẫn cho em cách câu cá chính xác nhất nha. Chúng ta sẽ nhấp vô cái bãi nước này. Rồi. Sau đó thì em câu và em lưu ý thì em sẽ nhấp chuột nha, hoặc là nhấp điện thoại, nhấp ngay chỗ câu cá nè. Ủa, cái này mình câu thất bại rồi tại vì đang hướng dẫn anh em chưa kịp nói gì luôn. Rồi, vô lại nè. Chúng ta sẽ nhấp cho cái mũi kim nó nằm ở khoảng giữa nha, không quá thấp và cũng không quá cao. Đây cái xanh xanh anh em thấy ở giữa ngay nút vàng không? Đó. Mình buông 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 chuột chuột nhẫn nhẫn này cho nó nằm ở giữa nè. Đó, là được. Anh em để cái mũi kim nó nằm ở dưới quá hoặc là cao quá thì cũng sẽ không được nha. Cho nên anh em lưu ý là phải để ở khoảng giữa. Đấy. Nếu mà nó cao quá thì anh em thả ra cho nó chạy xuống bớt rồi sau đó anh em sẽ nhấp 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 cho nó lên lại. À, sau khi câu được con cá xong rồi chúng ta xong nhiệm vụ rồi đó. Bây giờ chắc là sẽ quay lại cái ông đầu bếp để tặng cho ông một cái con cá. À, mình cũng không biết là mình câu được gì luôn, nó không có hiển thị cho mình là mình câu được gì luôn á. Rồi đi vô lại để trao cho ông lại đồ ăn đây. Không biết là có đúng hay không đây. Đi lên lại đây nè, nói chung là đi tới đi lui miết cũng cũng hơi mệt. Rồi ông đã đây rồi, nói chuyện nào. Đó, một con cá nè anh em thấy không? Sau khi giao con cá xong thì chắc là xong nhiệm vụ đấy. Ui chưa xong nữa, what the hell. What the hell, chưa xong luôn. 13% cuối thật là trâu quá đi. Rồi, được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi coi làm gì tiếp theo nha. Ok, sau khi giao cá xong rồi thì tiếp tục đi ra thôi. Đi xuống nè. Rồi, à, ở chỗ này có một ông cho mình nói chuyện anh em ơi. Ủa, phải không vậy? Đây nè anh em, đây. Ở cái ông ngồi nè anh em, đấy anh em thấy có dấu chấm than màu tím không? Chỗ này nè. Đó, mình khoanh cho em thấy nha. Đấy, anh em sẽ tới cái ông chỗ này, ông này là cái ông chuyên hồi máu cho tên địch nè, láo thiệt chứ. Nói chuyện với ông nha anh em. Ủa xong nói chuyện được anh em, hay là nói với thằng này mới đúng? À, nói chuyện với thằng này mới đúng nè anh em ơi. Ủa mà không biết đúng không? Khoan để mình xem lại đó. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ok. Chứ lỡ mà nhầm thì lại mất công lắm. Rồi, có vẻ chúng ta phải chiến đấu rồi. Như vậy là thằng này nó ăn hiếp cái ông này cho nên là mình phải cứu ổng. Trời ơi. Phải không vậy? Ồ đúng rồi anh em ơi. Cày thế nhờ. Ổng chiên hồi máu đem địch luôn mà tại sao mình phải giúp đỡ ổng nhờ? Á đục. Thôi kệ đi. Coi như là hy sinh vì nhiệm vụ. Coi như là vì nhiệm vụ mình mới làm nha. Chứ nó không là mình sẽ không bao giờ giúp ổng đâu. Tại vì ổng chuyên gia búp máu cho tên địch. Rất là láo. Ok, mấy gã này thì chắc là cũng đi sẽ đi nhanh thôi, cho nên cũng không có gì khó đâu, nó sẽ đi nhanh gọn lẹ luôn. À, ông đây rồi, ở đâu ra vậy bạn? Tao đang giúp mày mà tự nhiên mày vô đây mày hồi máu tụi này là sao? Cái này là cái ăn cháo đá bát nè anh em. Lão tét thiệt chứ. À, xong rồi. Chắc là xong 100% rồi đó. Hy vọng là xong 100%. Yeah, come on baby. Map sau chắc là mình sẽ rút kinh nghiệm mình xem trước một lần quá, xem trước một lần cho nó khỏe anh em ơi. Có gì xem trước một lần thì chúng ta biết được trước là đi đâu luôn cho nó khỏe hơn. Nhưng mà không sao, vậy cũng vui, nói chung vậy cũng vui lắm. À, như vậy là sau khi đánh xong thằng đó thì ông đầu bếp xuất hiện luôn nè, ông từ nhà bếp ông chui ra ông nói chuyện với mình luôn anh em ơi. Rồi sau đó có bà già xuất hiện nữa, à không, bà này cũng còn trẻ thôi chứ chưa già lắm. Ai, ok, xong chưa ta? 100%, 100%, 100%, 100%. Nại sư, nại sư anh em ơi. Rồi, map 5 nhà trên biển đã được hoàn thành rồi anh em ơi. Mừng quá. Hy vọng là anh em xem clip của mình cũng sẽ hoàn thành được như mình nha. Hí da, 100% anh em ơi. Yeah. Không biết là còn kho báu ẩn gì nữa không thì mình không biết. Nhưng mà để xem coi. Hiện tại thì cũng đã sắp kết thúc rồi. Úi, như vậy là xong rồi nè. À, như vậy là ông nội này bị lỗi một cái chỗ nha anh em. Ông bị lỗi rồi. Kết thúc hướng dẫn mà ông vẫn chưa nhận ở chỗ kia. Úi dồi ôi, thanh niên hướng dẫn người ta. Thanh niên hướng dẫn người ta cho cái kết. Đây 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 đây, còn cái chỗ này nè. Ai trong cái nhà bếp có cái chỗ nhấp nháy chỗ này nãy ở clip phần 1 mình có nói nè. Đây đây, ở chỗ này nè. Em nhớ lưu ý nếu mà em còn sót nha, ngay chỗ này nè. Có cái lấp lánh mà đáng ra nhận được mà ông không chịu nhận nè. Úi trời ơi. Hướng dẫn người ta thế này là thua rồi bạn ơi. Cuối cùng mình nhận được còn ông không nhận được mới đau chứ. Cay thế nhờ, hơi cay đấy. À, như vậy là nói chung là mục tiêu chúng ta đã hoàn thành 100%. Ok, xong là vui rồi. À, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like, subscribe để kênh để ủng hộ cho mình. Hy vọng là anh em cũng sẽ hoàn thành tốt và hoàn thành đủ 100% của map 5 nhà trên biển nha. À, map 6 sẽ là chỗ nào đây? Map 6 sẽ là cái tòa tháp ở của thằng ở Long này. Rồi, hy vọng là map sau thì chúng ta sẽ tiếp tục. Ui, map này được cả vé vàng luôn.
mảnh vé vàng anh em ơi, 5 mảnh. Thì 5 mảnh vé vàng mình có thể cộng vô đây được là lên được một vé vàng này, cũng khá là ngon. Rồi, hẹn gặp lại anh em vào clip sau, chúng ta sẽ chinh phục map thứ 6, map của người cá ở Lon. À, bye bye anh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhớ like, subscribe nha. Bye bye. Yeah.